bạn đang tìm kiếm gối đỡ UCF206 hay còn gọi là gối đỡ F206. Video này mình sẽ giới thiệu cho bạn về những cái thông số kỹ thuật lắp đặt cơ bản của cái dòng gối đỡ UCF206 và những cái lưu ý khi lựa chọn cái gối đỡ UCF206 này các bạn nhé. Thì trước tiên chúng ta phải quan tâm cái đầu tiên là cái gối đỡ này sử dụng được cho trục đường kính bao nhiêu. Thì ở đây mình sẽ đo cái đường kính trục để các bạn cùng nắm được này. Ở đây chúng ta cái loại UCF206 này sử dụng cho trục 30 mm các bạn nhé Trục 30 mm. Gối đỡ UCF206 sử dụng cho trục 30 mm này. Cái tiếp theo nữa chúng ta sẽ quan tâm đến cái kích thước vuông phía bên ngoài. Của nó sẽ là 107 các bạn nhé Hai mặt này là mặt vuông 107 hết này. 107 cái tiếp theo nữa chúng ta sẽ quan tâm đến cái đường kính, cái khoảng cách đường chéo của cái nỗ ốc, bắt ốc này là bao nhiêu. Thay vì đo từ tâm này mình sẽ đo từ hai mép nỗ này nhá. Hai mép nỗ này. Nó sẽ là 117 mm nhá, khoảng cách đường chéo. Thế khoảng cách theo chiều này giữa hai tâm nỗ là bao nhiêu này? Nó sẽ là 82.5 các bạn nhé 82.5 Và mặt này cũng tương tự Nó sẽ là 82.5 này 82.5 À vậy thì cái loại này Sử dụng cho bú non bao nhiêu này Nó sẽ sử dụng Cái nỗ của nó sẽ là Nỗ 12mm các bạn nhé Đấy để các bạn lựa chọn bú non cho phù hợp với Cái 4 cái nỗ này 4 lỗ nỗ này là 12mm này Tiếp theo đó là độ dày Độ dày của cái gối đỡ này là bao nhiêu này Độ dày của nó đang là 39.5 39.5mm Thì đấy là những cái thông số kỹ thuật Cơ bản, nắp đặt cơ bản của cái gối đỡ này Đây độ dày của cái phần mép này nó sẽ là 14.34 các bạn nhé 14.34, 14.5 thì đấy là những cái thông số kỹ thuật lắp đặt cơ bản của cái gối đỡ UCF 206 Vậy thì cái loại này làm sao để biết được cái hàng chất lượng và hàng thường Thì chất lượng hay không nó phụ thuộc vào cái phần ổ bi bên trong này Cái UC bên trong này có chất lượng hay không các bạn nhé Chủ yếu là do cái gối đỡ bên trong này Cái phần UC bên trong này nó có tốt hay không Và có một số trường hợp thì bị khi mà dùng ấy Thì mình có phản hồi được rằng là các bạn dùng các bạn bị bể cái phần bị vỡ cái phần mà phần vỏ này là do cái vỏ bị mỏng quá vì vậy khi lựa chọn các bạn phải lưu ý là lựa chọn cái phần vỏ này nó phải dày dặn và chắc chắn này thì cái này là các bạn phải nhìn nhận và cảm quan ngay về phía bên ngoài xem nó có dày dặn và chắc chắn hay không nhá thì đấy là những cái thông số kỹ thuật cơ bản và lưu ý khi sử dụng cái gối đỡ UCF 206 và một lưu ý quan trọng nữa đó là các bạn phải tra mỡ định kỳ vào cái này để làm sao nó hoạt động êm đây các bạn tra mỡ đây là cái nút tra mỡ này Đấy bên trong này nó sẽ khi bạn bơm đây thì nó sẽ vào Mỡ nó sẽ vào bên trong này Để làm sao mà cái ổ bi nó hoạt động êm ái nhá